xin kính chào quý vị đang đến với chương trình bí quyết sức khỏe và sắc đẹp thưa tất cả quý vị khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng ta ngày hôm nay như thường lệ sẽ bắt đầu từ 9h30 cho đến 10h của ngày sáng thứ năm và nếu như quý vị muốn nghe lại chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe với khung giờ từ 7h cho đến 7h30 của ngày sáng thứ hai tuần sau chương trình của chúng ta đang được sự đồng hành của công ty Murad Việt Nam với sản phẩm viên uống Murad giúp làm đẹp da giảm nám ngay từ bên trong làm mờ các vết nám tàn nhang và giảm nếp nhau.

Nếu có ước muốn mình sẽ ước gì Ước sao mình luôn có làn da trắng sáng tươi trẻ mịn màng Ước sao mình không còn vết thâm nám tàn nhang nếp nhăn Ước sao mình có một sức khỏe dẻo dai một dáng người thon gọn Nhưng mình đã ở độ tuổi trung niên Mình lại phải thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng Đừng lo đã có viên uống Murad Cung cấp cho cơ thể những dưỡng chất thiết yếu cơ bản hàng ngày Giúp làm đẹp da giảm nám ngay từ bên trong Viên uống Murad giúp làm mờ các vết nám tàn nhang giảm nếp nhăn hiệu quả Viên uống Murat giúp tăng cường sức khỏe vì chăm sóc da là chăm sóc sức khỏe Murat hệ thống sản phẩm của bác sĩ da liễu tại Hoa Kỳ có chứng minh lâm sàng rõ ràng giúp bạn mãi mãi rực rỡ, mãi mãi tuổi thanh xuân. Số hotline 08 39 1176, địa chỉ văn phòng Murad Việt Nam 397B Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh thưa tất cả quý vị tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay đang ngồi cùng với kim ánh trong phòng thu của chương trình kim ánh xin được giới thiệu cùng với tất cả quý vị bác sĩ võ thị bạch sương đại học y dược thành phố hồ chí minh một bác sĩ có thể nói là rất được thính giả yêu mến đối với những chương trình liên quan đến giống như đề tài của chúng ta ngày hôm nay đó là sức khỏe và sắc đẹp lời đầu tiên thì rất cảm ơn bác sĩ bạch sương đã dành thời gian để đến tham gia cùng với chương trình trực tiếp ngày hôm nay ạ chào kim ánh chào quý thính giả thân mến À, thưa tất cả quý vị có thể nói là làm đẹp luôn là một nhu cầu thiết yếu và sống còn của chị em phụ nữ phải không ạ à, cho nên cũng dễ hiểu thôi nếu mà tâm lý của hầu hết chị em phụ nữ là muốn làm sao mình luôn luôn trẻ đẹp luôn luôn giữ được cái tuổi thanh xuân và đặc biệt là có một làn da trắng sáng không mụn nè không nám không tàn À, kim ánh nghĩ là chị em phụ nữ nào cũng sẽ có chung một cái mong muốn như thế ngay cả như kim ánh không ạ à, cho nên cái việc làm đẹp thì luôn luôn là một cái nhu cầu rất là thiết yếu của tất cả mọi người rồi nhưng mà có một điều mà trong chương trình ngày hôm nay kim ánh cùng với bác sĩ bà sương muốn trao đổi cùng với quý vị đó là cái mong muốn đó đôi khi lại được chị em của chúng mình thực hiện một cách nó lại không được khoa học à, chẳng hạn như chúng ta mong muốn làm sao mà việc làm đẹp nó càng nhanh càng tốt nè rồi chúng ta đi tìm những cái giải pháp có thể nói là nó rẻ tiền ở đây thì Kim Anh muốn nói đến một cái vấn đề đó là việc sử dụng kem trộn à, với bác sĩ Bạch Sương thì chắc cái khái niệm về kem trộn này nó không còn quá xa lạ trong cái quá trình mà bác sĩ làm việc và tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân của mình phải không ạ thưa bác sĩ? À, đúng rồi Kim Anh, đúng rồi các bạn à. à rất nhiều những chị em của chúng ta hay dùng kem trộn gần như là mà, trừ một cái phần ít nào đó đã được trang bị bởi những cái kiến thức khoa học còn đa phần á, là được truyền miệng trong dân chúng và dân mình đó là có cái tâm lý là thích trắng đó, kim ánh yeah. cho nên là um, họ tìm đến là vì cái sự hấp dẫn của kem trộn ở chỗ là cho kết quả trắng nhanh Mặc dù cái trắng này là tác dụng phụ của chất cọt tiêu quý có trong kem trộn à, và thưa tất cả quý vị với đề tài kem trộn Kim Ánh nghĩ nó sẽ là một đề tài rất là hấp dẫn và cũng rất là thiết thực đối với rất nhiều người trong đó có chị em phụ nữ của chúng ta phải không ạ à, chúng ta muốn tìm hiểu thêm về cái đề tài này đặc biệt là những cái hệ lụy từ cái kem trộn mà chúng ta đang gặp phải à, chúng ta hãy trao đổi cùng với chương trình qua phần trao đổi với khách mời của chương trình ngày hôm nay bác sĩ Bạch Sương thưa bác sĩ rõ ràng là trong thời gian vừa qua thì đã có rất nhiều những phương tiện truyền thông đưa tin về những cái tác hại của kem trộn nè rồi kem tắm trắng nữa và đặc biệt là cái ảnh hưởng nghiêm trọng của nó đối với sức khỏe thậm chí là có trường hợp cũng có thể dẫn đến tử vong nữa nhưng mà trên thực tế Kim Ánh thấy là rất nhiều chị em phụ nữ hình như lại không thể cưỡng lại những cái tác dụng có thể nói là tác dụng tạm thời của cái việc sử dụng kem trộn này rất nhiều người cũng thường khoe là khi mà sử dụng kem trộn thì hình như trong thời gian đầu mình thấy da nó trắng hơn có thể giảm được mụn rồi có thể giống như là da nó mịn màng hơn như vậy thì ở đây nếu mà chúng ta nhìn thực chất dưới cái con dao hai lưỡi của vấn đề kem trộn này thì kim ánh cũng muốn bác sĩ có thể phân tích thêm cho thính giả là thực chất trong cái kem trộn này nó thường sử dụng những cái thành phần gì thưa bác sĩ Ờ, một khi đã gọi là trộn tức là nó phải có từ hai thứ trở lên <cười> <cười> dạ, đúng rồi. ha thì cái thứ đó, mọi người có thể là trộn nào là một viên aspirin rồi một viên bê băng ten tức là nghe cái gì đó mà mà có thể là bổ thì cho vô rồi cộng với lại một cái cái chất sền sệt đó là một cái chất kem rồi thêm vào đó ví dụ như một hũ cọt tpbon một tuyết bảy màu cái hộp kem con con én yeah. rồi mà, ví dụ như là kem haloc vâng 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 rất là nhiều thứ thì những cái thứ cái cái chính để mà làm cho mọi người uh, tìm đến nó làm cho trắng rồi lúc đầu thấy nó đỡ mụn rồi nó mởn da ra cái chất đó là chất corticoid yeah. thì cái chất này là một cái thứ thuốc để điều trị bệnh ở trong một cái sự công bằng thì mình phải nói là uh, nó là thuốc để giúp chống viêm chống dị ứng chống tân sinh yeah. à, tuy nhiên đó là vì nó có cái tác dụng phụ cái tác dụng phụ đầu tiên của nó đó là làm giảm sắc tố yeah. à, vì giảm sắc tố cho nên thấy nó trắng Đúng rồi. À, thế là thì mình bôi lên cái mình thấy nó trắng cái mình thích quá đi okay. cái thứ hai nữa là vì nó là cái chất chống viêm yeah. cho nên vì nó chống viêm cho nên là nó chống dị ứng cho nên mình bôi lên nó không ngứa ngáy gì hết yeah. à, bôi đã vừa trắng mà vừa êm ru nữa Đúng rồi. rồi lại mà do chống viêm mà ra mấy cái mụn mà đang nhức nhức á, có cảm giác như nó đỡ đau hơn yeah. thế thì ôi thôi thích quá rồi <laughs> <laughs> thì đó là cái cái đầu tiên của nó và đó là cái mà làm cho mọi người uh, tin tưởng vào nó uh, và tìm đến nó vì cái cái hiệu quả mà chống vánh như vậy tuy nhiên uh, là nếu mà sử dụng cọt quýt lâu dài trên da thì uh, nó sẽ dẫn đến nhiều tác hại uh, tác hại ví dụ như là nó 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 làm cho da mình nó teo lại Đúng rồi. Uh, khi mà cái da mình nó cái lớp thượng bì nó bị teo như vậy thì nó sẽ làm cho da khô và sau này dễ dễ nhăn da dễ và cái lớp thượng bì nó teo như vậy đó nó không có đủ khả năng để bảo vệ cái tiêu cực tím cho nên là sau này dễ có nguy cơ bị nám rồi da nó nổi mụn là vì nó làm giảm cái đề kháng của da nó làm giảm mạch mặt, mặt nó sẽ đỏ âu lên à, tức là mặt như gà nồi vậy đó yeah. rồi tăng nguy cơ nhiễm trùng làm cho da nó bị rạn và cái mà bác các bác sĩ thường rất ngại nhất là tình trạng lệ thuộc corticoid mà dân mình gọi là ghiền dạ yeah. à, đó tức là hãy mà bôi tôi thì không sao à nha mà ngưng tôi đi rồi biết da nó sẽ sần sùi nó ngứa nó xấu và điều đó lại làm cho mọi người không thể nào mà cai được nó tức là nhiều khi cũng nghe sau cái chương trình này nghe bác sĩ sương nghe kim ánh nói chuyện với nhau mình cai à nha nhưng mà chừng dài ba bữa nếu ngứa thì có thể rằng uh, cái cái những cái cuộc đó thì quay lại. <cười> <cười> dạ, cái <laughs> ừ. nghĩ là qua phần phân tích vừa rồi của bác sĩ Võ Thị Bạch Sương thì chắc hẳn là nhiều quý vị của chúng ta đã cảm nhận được những cái vấn đề mà hệ lụy từ cái việc mà sử dụng kem trộn như thế nào phải không ạ? À, có thể nói là những cái tác hại cả về mặt trước mắt và cả về mặt lâu dài nữa như là bác sĩ Bạch Sương đã trao đổi cùng với uh, quý vị. À, thưa bác sĩ ở đây thì uh, Kim Anh cũng muốn uh, trao đổi thêm một tí là trong những cái trường hợp mà sử dụng dùng kem trộn và nó dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm cho làn da như thế ừ. thì cái việc mà khắc phục nó cái việc mà điều trị nó thì chắc chắn là đòi hỏi cũng phải có thời gian và cũng không phải là dễ dàng phải không ạ thưa bác sĩ đúng rồi kim anh à yeah. sẽ tùy theo cái biến chứng cái 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 tai biến mà gây ra cho người bệnh đó là cái tai biến gì mà cái thời gian điều trị nó sẽ có thể là từ ngắn ngày cho tới dài ngày và các bạn ơi cũng có những cái mà biến chứng những cái tai biến mà mình có điều trị vẫn không thể mang lại một cái kết quả hoàn hảo cho làn da về bình thường ví dụ như nó nổi mụn mình chữa mụn có thể hết nè rồi nó bị bội nhiễm vi khuẩn uh, vi nấm mình chữa có thể hết nè nhưng mà nếu mà nó để lại biến chứng teo da rồi rạn da thì cái rạn da đó mình chữa sẽ không hết dạ. nó không hồi phục lại được hoàn toàn đâu dạ. anh ra bởi vậy cho nên và hoặc những cái biến chứng như giãn mạch đó, đôi khi mình phải dùng cái máy laser để mà mình hủy những cái mạch máu giãn ra sẽ tốn kém tiền bạc và thời gian nữa dạ uhm. quả thật đây cũng là một điều mà các quý vị của chúng ta cần phải lưu ý đặc biệt là chúng ta phải cân nhắc nữa phải không ạ khi mà sử dụng kem trộn trên thực tế thì những cái hiệu ứng mà nhiều người xem là tốt đối với da nó chỉ là khoảng thời gian đầu đó là chưa kể có nhiều người ngay từ cái việc mà sử dụng kem trộn những ngày đầu tiên thôi cũng đã có những cái dị ứng những cái biến chứng rất là ảnh hưởng rất là lâu dài nữa cho nên là phần phân tích vừa rồi của bác sĩ Bạch Sương thì giúp cho chúng ta có thể có một cách nhìn thật là tỉnh táo nè thật là khoa học về vấn đồn về vấn đề mà sử dụng kem trộn như thế nào phải không hả? thưa tất cả quý vị ở đây thì vừa rồi trong phần trao đổi của bác sĩ Bạch Sương có một cái cảnh mà Kim Ánh cũng rất là tâm đắc đó là khi mà sử dụng kem trộn thì chúng ta sẽ bị nghiện bị nghiêng cái việc kem trộn này nhưng mà trên thực tế khi mà ngưng kem trộn thì rõ ràng nhiều người thấy là mình bị mụn nhiều hơn bị nám nhiều hơn và tất nhiên nhiều người sẽ quay trở lại với việc sử dụng kem trộn và cái bánh nghĩ là cái việc mà cai nghiện kem trộn nếu mà chúng ta có thể nói như thế xem ra cũng là cả một quá trình phải không ạ thưa bác sĩ à, uhm, cái cai nghiện này nó đòi hỏi là người bệnh phải nhận thức và biết được là mình đã xài cái cái thuốc không an toàn nhưng mà nếu mà mình bỏ ra nó có thể gây ngứa ngáy khó chịu ngoài cái chuyện là mới đang bôi nó đẹp thì bình buông ra thì nó nó lại không đẹp nó sẽ trở về cái trạng thái mà hồi chưa xài kem yeah. rồi cộng với là những cái biến chứng của nó nữa cho nên là làm sao để cho mình sẽ bỏ nó đi từ từ à, thì cái ý thức cái ý thức này sẽ giúp cho các chị em mình là giải quyết được cái vấn đề mà mình mình đang muốn làm thôi thì cai nghiện nó như thế nào tức là bây giờ thay vì mỗi đêm mỗi đánh thì có thể là chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta giảm lại một ngày đánh một ngày nghỉ à tức là mình sẽ bỏ rồi rồi mình cứ đánh một ngày nghỉ ngày và mình hiểu là mình đánh một ngày nghỉ ngày đó là để chi để dần dần mình tiến dần đến chỗ mình bỏ nó yeah. chứ không có phải là giống như là à, mình giảm rồi cái sau đó mình đổ thêm kem khác đâu <laughs> yeah. à, thì bây giờ đó mình đánh một ngày mình nghỉ một ngày rồi sau đó mình sẽ đánh một tuần hai bữa thôi yeah. ví dụ một bữa giữa tuần bữa cuối tuần rồi sau đó đó là một tuần á mình chỉ đánh có một bữa thôi Ừ. rồi 10 ngày mình đánh một bữa rồi một tháng mình đánh một bữa có lẽ rằng nghe bác sĩ với lại kim ánh nói thì nói nhanh nhưng mà cái quá trình này với các bạn đôi khi nó lâu yeah. đặc biệt là nếu mà những cái bạn mà đã xài lâu rồi ừ. và rất là cần cái sự hỗ trợ của thầy thuốc vì um, khi mà cái da nó có tai biến nó nói ngoài cái chuyện nghiện ra đó bác sĩ phải uh, cho uống cái thuốc để cho các bạn giảm ngứa nè hoặc là các bạn có thể có bị mụn bị nám do nó phải trị luôn và đồng thời đó là sẽ hướng dẫn cái cách để làm sao cho các bạn là cai nghiện một cách dễ chịu nhất. Yeah. cũng đó thì 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 như vậy thì các bạn cần phải tìm đến những cái bệnh viện chuyên khoa, ở phòng mạch chuyên khoa, phòng khám chuyên khoa để cho cái việc điều trị của các bạn sẽ được trợ giúp một cách tốt hơn dạ yeah. và như vậy thì xem ra cái việc mà để có thể cai nghiện được à, à, kem trộn thì nó đòi hỏi không phải chỉ là cái ý thức của chúng ta nè không phải chỉ là cái sự kiên nhẫn của chúng ta nè mà quan trọng hơn nữa còn là một cái sự phối hợp tốt nữa với các bác sĩ à, và thưa bác sĩ à, trước khi chúng ta chuyển sang phần kết nối trực tiếp cùng với thính giả thì rất mong là bác sĩ bà sương cũng sẽ dành một cái lời khuyên cho chị em phụ nữ của chúng ta đặt, cũng như là cho tất cả mọi người về cái hại của cái việc sử dụng kem trộn này như thế nào thưa bác sĩ cái việc mà sử dụng kem trộn đó thì nếu mà mình nói lợi thì chắc chắn là không có không cái có lợi gì, gì, gì hết rồi yeah. đó nó chỉ chẳng qua là nó mang lại một cái hiệu ứng tức thì đó là một cái tác dụng phụ của nó nhưng mà nó mang một cái dáng vẻ ở bên ngoài là nó đẹp đẽ thế thôi và cái việc mà chúng ta càng bỏ nhanh thì càng tốt à, điều thứ hai nữa đó là mình khuyên các bạn đó là cái việc làm đẹp là việc lâu dài À, không phải chỉ một ngày một tháng à, chúng ta cũng muốn cho chúng ta sẽ đẹp mãi mãi kể cả khi mà mình đã là luống tuổi rồi và do đó thì chúng ta càng giữ gìn sức khỏe cho làn da thì cái đẹp nó sẽ bền vững hơn. Dạ, yeah, đây cũng là một lời khuyên rất là hữu ích đối với tất cả mọi người phải không ạ? À, sao phần thông điệp của nhà tài trợ thì chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung kết nối dành cho thánh giả và đường dây điện thoại chúng ta có thể trao đổi cùng với bác sĩ Bạch Sương trong chương trình trực tiếp ngày hôm nay đó là 39104866. Nếu có ước muốn mình sẽ ước gì Ước sao mình luôn có làn da trắng sáng tươi trẻ mịn màng Ước sao mình không còn vết thâm nám tàn nhang nếp nhăn Ước sao mình có một sức khỏe dẻo dai một dáng người thon gọn Nhưng mình đã ở độ tuổi trung niên Mình lại phải thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng Đừng lo đã có viên uống Murat cung cấp cho cơ thể những dưỡng chất thiết yếu cơ bản hàng ngày Giúp làm đẹp da giảm nám ngay từ bên trong Viên uống Murat giúp làm mờ các vết nám tàn nhang giảm nếp nhăn hiệu quả Viên uống Murat giúp tăng cường sức khỏe vì chăm sóc da là chăm sóc sức khỏe Murat hệ thống sản phẩm của bác sĩ da liễu tại Hoa Kỳ có chứng minh lâm sàn rõ ràng giúp bạn mãi mãi rực rỡ, mãi mãi tuổi thanh xuân. Số hotline 0839291176, địa chỉ văn phòng Murad Việt Nam 397B Võ Văn Tần phường 5 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Là phụ nữ, ai cũng muốn mình có một làn da trắng sáng mịn màng. Là phụ nữ, ai cũng muốn mình không còn vết thâm nám, tàn nhang nếp nhăn. Tất cả nằm trong chương trình Bí quyết sức khỏe và sắc đẹp. Chương trình được phát từ 9h30 cho đến 10 giờ ngày thứ năm hàng tuần và phát lại với khung giờ 7 giờ cho đến 7 giờ 30 sáng thứ hai. Những thắc mắc liên quan đến sức khỏe, sắc đẹp, mời quý vị trao đổi trực tiếp cùng bác sĩ của chương trình qua số điện thoại 39104866 trong giờ phát trực tiếp của chương trình. Chương trình được sự đồng hành của viên uống Murat cung cấp cho cơ thể những dưỡng chất thiết yếu cơ bản hàng ngày giúp làm đẹp da, giảm nám ngay từ bên trong và giảm nếp nhăn hiệu quả À, thưa tất cả quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Bí quyết sức khỏe và sắc đẹp. Chương trình được phát định kỳ vào mỗi sáng thứ năm, 9 giờ 30 cho đến 10 giờ và phát lại với khung giờ 7 giờ cho đến 7 giờ 30 của ngày sáng thứ hai. Chúng ta cũng có thể nghe lại tại trang web của đài vh.com.vn. À, thưa tất cả quý vị, chị Kim Ánh cũng đã nói ở phần đầu của chương trình ngày hôm nay. Khách mời của chương trình là bác sĩ Võ Thị Bạch Sương, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị có những thắc mắc liên quan đến đề tài của chương trình đó là những cái hệ lụy từ cái việc sử dụng kem trộn như thế nào, những cái tác hại khôn lường của nó ra làm sao cũng như là à, những cái vấn đề liên quan đến à, việc giữ gìn sắc đẹp à, chúng ta có thể trao đổi qua số điện thoại kim ánh đã nêu ha. Và sau đây thì à, chúng ta sẽ kết nối cùng với thính giả đầu tiên ạ. À. Không biết là thính giả đang có những thắc mắc gì để à, trao đổi cùng với khách mời của chương trình. Alo. Alo. Dạ xin chào ạ. À. Chào chị Kim Ánh. Dạ xin mời chị đặt à, câu hỏi ạ. À. Dạ em muốn hỏi bác sĩ Sương là em năm nay là 37 tuổi Mà ngày xưa em có xài kem trộn mà bây giờ da mặt em nó xấu lên à, lỗ chân lông thì nó to mà một đồ đen cũng nhiều tít vào lỗ chân lông á da mặt rất là nhờ mà nó có những mụn mụn gì mà nhỏ nhỏ li ti ti mà nó, 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 nó ẩn ở trong da nó sần nó mặt da mặt mình nghe nó sần mà nhiều lúc đôi lúc thì nó đỏ rồi nhiều khi em nghe nó ngứa chích 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 cái mặt á mà em không biết Xài cái gì em có chỉ xài sữa rửa, rửa mặt Mà bị nhờn thôi Chứ không dám xài gì hết ừ. Mà nhiều khi em thấy cái da mặt nên nó mất, Bây giờ mất vấn đề không? mà bạn muốn hỏi bác, bác sĩ Bạch Sương là Với cái tình trạng như vậy thì làm sao để mình khắc phục Được cái tình trạng này đúng không em dạ, dạ. Ừ. Bây giờ thì mời em nghe phần tư vấn Của bác sĩ Bạch Sương nha dạ. à, Chào bạn, bạn hôm nay Bạn gửi đến chương trình với ba cái Ba cái vấn đề về da Cái vấn đề thứ nhất là da nó ửng đỏ Nó ngứa nè cái thứ hai nữa là nó sần, nó nổi mụn đầu đen và những cái mụn chim dưới da phải không nào? Thì yeah. bây giờ mình muốn cho cái làn da mình láng lại được đó, thì đầu tiên là mình phải bôi một số thuốc để giúp cho tiêu những cái còi đó đi. Thì những cái thuốc đó đó bao giờ khi mới bôi lên da nó cũng phải hơi đỏ đỏ tróc tróc một chút xíu. Tại vì cái thuốc bôi nó làm cho tiêu từ từ, nó làm cho mòn cái cục mụn ở dưới da mà. Đồng thời nó cũng là cái thuốc làm cho da mình sau này đỡ nhăn nữa đó bạn. Thì mình phải bôi cái thuốc đó mỗi tối lần mình bôi cái lúc đầu nó tróc 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 tróc, tróc cái nó ngứa ngứa chăm chích một tí xíu. Cái mình bôi nửa bôi nửa bôi nửa cái từ từ nó láng đi. Thì bao lâu nó láng nó tùy theo là cái mặt mình là có nhiều mụn hay là ít mụn. Mụn nó ở cạn hay là nó ở sâu và những cái thuốc bôi đó thì nó chứa những cái chất như là Tretinoin hoặc là AHA đây là những cái chất mà y văn đã xác nhận có công dụng là làm láng nè làm căng nè và đồng thời là nó làm trẻ và đồng thời nó tiêu còi thì như vậy bạn nên đi khám bệnh đi à, bạn có thể đến khám tại những cái bệnh viện gia liễu ở cái khu vực mà bạn đang uh, đang sống đó hoặc là những cái phòng khám chuyên khoa rồi sau cái khi mà làm cho bớt sần rồi các bác sĩ có thể sẽ kết hợp với những cái những cái chất để mà xen kẽ để làm sao để cho cái da của bạn uh, nó, nó 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 cải thiện những cái dấu hiệu lão hóa uh, hoặc là nó làm cho da bạn dịu da giảm đỏ thì muốn bạn tả đã rất kỹ rồi tuy nhiên muốn làm cái điều gì cho tốt và cái sự tư vấn được cụ thể và hiệu quả bác sĩ phải nhìn trực tiếp qua da bạn à, uh, Hy vọng rằng bạn đã vui lòng với câu trả lời này Và chúc yeah. cho bạn mau bớt bệnh nha Dạ. Dạ, cảm ơn, bác sĩ. Dạ, cảm ơn phần phân uh, tích rất là cụ thể vừa rồi của bác sĩ Bạch Sương dành cho vị thính giả đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay Và tiếp theo thì sẽ kết nối cùng với một thính giả khác à. Xin mời thính giả Alo Alo ạ Dạ, xin chào anh dạ. Alo, xin chào uh, chị Kim Ánh và chào bác sĩ ạ Dạ, anh đang có vấn đề muốn hỏi cho mình hay cho người thân về anh Và tôi năm nay là 48 tuổi mà cái da mặt tôi ấy là nó không bao giờ có trứng cá Mà nó nhãn lắm Nhưng mà cái khổ cái là cái mùi của nó là Người ta gọi là vợ nó cứ gọi là cái mùi gọi là mùi hơi dầu ấy mà yeah. Thì bây giờ muốn khắc phục như thế nào được Dạ yeah. Rồi sau đây thì mời anh nghe phần tư vấn của bác sĩ Bạch Sương nha Dạ <laughs> yeah. Um, nếu như vậy thì anh cũng hãy nên um, vui mừng hơn một chút xíu tại vì thông thường càng theo tuổi thì cái da nó khô đi mà thấy yeah. mà nó còn nhờ như vậy chứng tỏ là cái da mình nó còn trẻ <laughs> mặc dù thì nó như thế này anh á là cái um, cái sở hữu cái làn da khô làn da dầu già nó nó là do cái tố chất của từng cá nhân nó sẽ chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố sau đây đầu tiên là yếu tố di truyền cái thứ hai nữa đó là những cái sản phẩm chăm sóc da có những cái mình bôi lên da nó rất là nhờn có những cái mình bôi lên da nó khô cái thứ ba nữa đó là nó còn liên quan tới yếu tố tâm thần kinh và thời tiết nữa ví dụ như là anh lo lắng căng thẳng da nó nhờn hơn anh vô tư thì da nó sẽ đỡ nhờn ở chị em phụ nữ thì trước ngày có kinh da nó rất là nhờn rồi tới chừng kinh sạch sẽ rồi thì nó lại đỡ nhờn hơn và khi mà anh anh đi nắng nhiều hay anh hoạt động thể chất nhiều nó tăng tiết mồ hôi nhiều thì cái cái mồ hôi đó mồ hôi nước cộng mồ hôi nhờn nó cũng ra nhiều và đi cùng với cái mồ hôi nhờn đó nó tạo cái sự phát triển cho một số những cái sinh vật gây bệnh À, ví dụ như là con cái con vi trùng mà gây ra mụn nè cái con vi nấm nè cái con vi nấm có những con vi nấm ái mở và cái sự mà tăng tiết mồ hôi nhờn tức là cái mồ hôi của anh nó nhiều chất béo quá thì nó sẽ làm cho những cái con đó nó phát triển nhiều hơn và làm cho anh có một cái mùi riêng. <laughs> Tuy nhiên bây giờ thì nó như thế này, à, làm sao để cho như hết nhờn hẳn thì là rất là khó. Có thể là mình chỉ cần chờ đợi theo tuổi, theo năm, theo tháng, dần dần da nó cũng sẽ giảm nhờn đi, đi cùng với lại cái cái hoạt động của ọc mô sinh dục nam. Bây à giờ cái mà anh có thể làm được đó là anh dùng những cái sữa sữa mặt tẩy nhờn. À, nó có những cái sữa rửa mặt Giúp làm cho à, sạch cái da nhờn nè Rồi anh có thể dùng thêm cái nước hoa hồng của họ Để mà lau lại Để cho nó tẩy nhờn thêm một lần nữa Mỗi tuần mình cũng có thể đắp mặt nạ Với lại đất sát xốp nó cũng giúp cho thấm hút cái chất nhờn và khi mà cái chất nhờn nó bớt đi thì cái những cái, cái 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 vi khuẩn, những cái vi nấm, những cái vi sinh vật mà ăn nhờ ở đậu vào tình trạng da nhờn đó <laughs> sẽ giảm đi yeah. và tự nhiên là anh thấy là mình sẽ không có cái mùi khó chịu ấy nữa anh nha. Dạ, yeah, rất à. cảm ơn bác sĩ Bạch Sương đã có lời tư vấn dành cho thính giả trong chương trình ngày hôm nay và tiếp tục thì xin mời một vị thính giả khác ạ. À. Alo. Yeah, dạ alo. Dạ xin mời yeah. chị đặt câu hỏi. Dạ, uh, dạ, dạ em là tên uh, Nguyên nhà ở Long An á bác sĩ. Dạ em uh, định hỏi bác sĩ là cái da mặt của em á xài kem á là không có được uh, bất kỳ loại kem nào, kem trộn hay kem thường là xài không có được. Uh, khi mà sức lên rồi á trong cái lỗ chân lông á nó hay mình cũng bị ngứa là nhìn kỹ thì nó hay bị như là nổi sải gì đó, chích 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 vậy á, mà nó ngứa lắm. Em chỉ dùng là sữa rửa mặt thôi nên da mặt em nó 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 bị khô lắm bị khô bây giờ em muốn hỏi bác sĩ tư vấn giùm em em xài cái loại nào đắp mặt nạ loại nào để cho da mặt em nó được mịn và mướt hơn chút á Cảm, <laughs> cảm ơn bác sĩ <laughs> chào nguyên à, nếu yeah. như mà nguyên đã nói rằng là cái da mặt của nguyên xài cái kem gì nó cũng không chịu thì yeah. như vậy là cái tiền đề nó sẽ là hơi khó khăn để cho bác sĩ có thể tư vấn kem này kem kia okay. cho nguyên để nhằm mục đích làm cho da của nguyên nó được mướt hơn là yeah. vì cái cái, cái 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 sản phẩm giới thiệu đó nó có thể là tốt nhưng mà trên từng người nó có thể chịu hay là không chịu bởi vậy cho nên là bây giờ bác sĩ khuyên cái lời khuyên mà tốt nhất đó là nguyên nên đến những nhà thuốc tây mua cái chai nước khoáng, mua chai nước khoáng nước khoáng không phải là nước suối vĩnh hảo mình uống đâu nhá, ừ. chai nước khoáng mà xịt lên mặt đó, yeah. nguyên nói bán cho tôi cái chai nước khoáng mà xịt lên mặt, xong rồi ông nguyên về nguyên sau khi rửa mặt xong nguyên sẽ xịt lên mặt một ngày ba lần và để cho cái nước khoáng đó tự thấm khô. Nước khoáng có ba công dụng, một là làm ẩm da, giúp cho da của nguyên nó được mềm mịn hơn, thứ hai là chống viêm và cái thứ ba nữa là nó phục hồi cái hàng rào bảo vệ da. Đó thì nhớ là một thời gian da của nguyên cũng sẽ đỡ bị kích ứng. Còn riêng về cái mặt nạ tự nhiên nào để giúp cho nó giảm mà nó nó được ẩm hơn thì bác sĩ chỉ thôi nhưng mà nhưng mà tại vì da nguyên nó là hay nhạy cảm cho nên bác sĩ cũng hơi dè dặt đó là nguyên có thể sử dụng lòng đỏ trứng cái lòng đỏ trứng thì nó sẽ giúp cho da nó được được ẩm hơn bây giờ nguyên có thể làm thử đi tức là mình gạn cái lòng đỏ trứng nguyên đánh bồng lên rồi nguyên sẽ bôi ở trên cái cái mặt trong cánh tay cái vùng gần nách trước tức là cái vùng da mỏng ấy Nguyên bôi nguyên thử đắp mặt nạ vậy cho cái trụ dùng da đó khoảng 10 phút rồi rửa lại bằng cái nước ấm ấm đừng nóng quá. Nếu như mà nguyên cũng thấy là nó ổn rồi thì nguyên có thể thử dùng trên mặt Yeah. mà dùng trên mặt thì bác sĩ khuyên là nguyên làm trên trán trước đi <laughs> ngộ nhỡ nó dị ứng thì lấy tóc che rồi <laughs> sau đó mà thừa thắng xong lên nếu được thì nguyên hãy làm cho hết mặt nha chúc yeah. nguyên thành công yeah. à, lời phân tích cũng như là lời tư vấn vừa rồi của bác sĩ bà sương hy vọng sẽ giúp rất nhiều cho bạn nguyên một vị thính giả đã điện thoại đến chương trình bí quyết sức khỏe và sắc đẹp ngày hôm nay thời gian dành cho thính giả vẫn đang tiếp tục và xin được mời một thính giả khác ạ à. alo À, dạ xin chào anh và mời anh đặt câu hỏi cùng với khách mời của chương trình. Bác sĩ Võ yeah. Thị Bạch Sương đại học y dược thành phố Xin Kinh chào chị mến xin chào bác sĩ à Dạ yeah. chào anh. Dạ, yeah. à, cho em hỏi cách đây khoảng cỡ 2 tuần rồi cũng có trong cái chương trình này đây mà em có nghe bác sĩ nói là cái thuốc gì mà muốn làm đẹp da mà dùng cho nữ giới và cả nam giới được nữa, Mà em quen cái tên là à. nhờ bác sĩ cho em xin lại cái tin thuốc đó với lại cho em hỏi là như em bị viêm gan B có dùng được cái sản phẩm đó hay không ạ? À? ừ rồi sau đây thì mời anh yeah. nghe phần tư vấn của bác sĩ bà sương nhé dạ yeah. ờ, chào bạn bác sĩ không có mặt trong cái chương trình cách đây <laughs> hai tuần <laughs> thành ra là không có được biết là hôm trước hay cái chương trình trước là đang nói về cái thuốc nào hmm. thì nói chung cái sản phẩm um, có lẽ là một hồi thì cái câu hỏi đó thì bạn sẽ hỏi cho 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 chương trình đi yeah. rồi chương trình sẽ gửi cái câu trả lời cho bạn cho riêng cho bạn tuy nhiên thì nếu như mà một tất cả các cái gan mình nó nó làm nhiệm vụ là thải độc là một và cái thứ hai nữa đó là nó 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 làm cho đào thải cái cái những cái 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 chất độc ra ngoài và bài tiết cái mật nữa thành ra bây giờ nếu mà mỗi cái thứ gì mình dùng từ rượu từ thuốc đều có thể chuyển hóa qua gan tuy nhiên không có phải là điều đó là có nghĩa là uh, đều không dùng được hoặc là làm hại cho gan đâu vậy nếu như với những cái viên thuốc mà để kiểu làm đẹp như bạn nói nó là thực phẩm dinh dưỡng bổ sung đây là thực phẩm chức năng thì cái tổn thương cho gan thì chắc là nó sẽ không có không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng còn tại vì hai tuần trước bác sĩ không có làm chương trình này thành ra là bạn thông cảm là bây giờ hỏi thuốc gì bạn bác sĩ không nhớ không dạ. biết được nha à, nếu mà à. trong hai tuần trước nếu mà kim ảnh nhớ thì trong phần trao đổi của mình bác sĩ Lê Văn Nhân có trao đổi cùng với quý vị là cái viên uống mà anh vị thính giả đang quan tâm đó đó là cái viên uống dinh dưỡng Murad à, và anh có thể đón nghe lại cái chương trình mà anh đang quan tâm với những cái thông tin rất là đầy đủ à, tại trang web của đài là vh com vn anh vào cái chương trình bí quyết sức khỏe và sắc đẹp để nghe lại chương trình này ha với những lời tư vấn mà bác sĩ đã trao đổi à, và bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối cùng với một thính giả cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay à, xin mời thính giả đặt câu hỏi ạ à. alo Dạ, alo. Em dạ. chờ chị. Dạ, ừ, rồi. Nghe chị. À chị nghe rồi, bác sĩ cũng đang nghe, em có thể đặt những vấn đề <laughs> em đang quan tâm đi. Dạ. À chị ơi, em cho em hứa là à, vì em nghe nói là bổ sung vitamin A vitamin C hàng ngày tốt cho tóc cho sức khỏe Em tự mua về em bổ sung được anh chị. Ừ, rồi, sau đây thì mời em nghe phần tư vấn của bác sĩ Bạch Sương nha. À, chào bạn, vitamin nó đóng một cái vai trò thiết yếu trong những cái hoạt động sống của cơ thể và kể cả trong việc làm đẹp. Thì hai cái vitamin như vitamin E, vitamin C mà bạn nói thì nó đều tốt. Tuy nhiên á, là ở cái vitamin E là vitamin tăng trong dầu ADE K là vitamin tan trong dầu. Nếu mà mình dùng mà dùng quá liều đó, dùng dùng thật nhiều quá liều thì nó sẽ giữ lại ở trong hệ võng nội mô và nó có thể là nó gây ra một số những cái bất lợi nhất định. Bởi vậy nếu như mà các bạn đã ăn uống đầy đủ dưỡng chất rồi thì cái việc bổ sung vitamin mà tan trong dầu, ví dụ như vitamin E thì bạn có thể là uống 15 ngày, nghỉ 15 ngày. Còn đối với vitamin C là vitamin tan trong nước. Nếu như mà bạn không có những cái vấn đề ví dụ như là viêm loét dạ dày tá tràng hay là sỏi thận chẳng hạn thì bạn cũng có thể là sử dụng nó lâu dài được. Bạn cũng có thể tự mua uống được, nhưng mà nên tham khảo ý kiến của nhà thuốc mà bạn mua để người ta cho bạn một cái liều mà nó phù hợp bạn nhé. Dạ rất cảm ơn bác sĩ Võ Thị Bạch Sương Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay và dành những lời tư vấn dành cho thính giả. thưa tất cả quý vị, đến đây thì 30 phút của chương trình cũng đã trôi qua rất nhanh rồi. Chúng tôi cũng rất cảm ơn nhãn hàng viên uống Murat giúp làm đẹp da, giảm nám ngay từ bên trong, làm mờ các vết nám tàn nhang, giảm nếp nhăn hiệu quả đã tham gia đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Là phụ nữ, ai cũng muốn mình có một làn da trắng sáng, mịn màng Là phụ nữ, ai cũng muốn mình không còn vết thâm nám, tàn nhang, nếp nhăn Tất cả nằm trong chương trình Bí quyết sức khỏe và sắc đẹp Chương trình được phát từ 9h30 cho đến 10 giờ ngày thứ năm hàng tuần và phát lại với khung giờ 7 giờ cho đến 7 giờ 30 sáng thứ hai. Những thắc mắc liên quan đến sức khỏe, sắc đẹp, mời quý vị trao đổi trực tiếp cùng bác sĩ của chương trình qua số điện thoại 39104866 trong giờ phát trực tiếp của chương trình chương trình được sự đồng hành của viên uống murab cung cấp cho cơ thể những dưỡng chất thiết yếu cơ bản hàng ngày giúp làm đẹp da giảm nám ngay từ bên trong và giảm nếp nhăn hiệu quả